Xin chào anh em, thì ngày hôm nay tôi sẽ lại giới thiệu cho anh em một video mới. Đấy, cũng như tiêu đề tôi đã đề cho anh em rồi, đó là hướng dẫn kết nối cũng như là dùng con giải mã X6MK2. Đấy, thì trước khi vào mới ở tiêu đề thì chúng ta cùng lượt qua thông số của nó cái. Thì nó là một con giải mã của hãng FX Audio, một hãng rất nổi tiếng về sản xuất DAC anh em nhé. Đấy, con giải mã X6MK2 thì nó là một con giải mã 24 bit. Đấy, trong cái phân khúc 24 bit và 192 kHz. Đấy, và bây giờ tôi sẽ mở ra để cho anh em xem. Khi tôi gửi hàng về nhà đến cho tay anh em thì anh em kiểm tra hàng. Đấy, đầu tiên là chúng ta có thể thấy một cái giải mã như thế này, chúng ta mở ra này. Đấy, chúng ta có thể mở ra và bỏ xốp về xuống này. Chúng ta có một dây kết nối USB. Đấy, dây này là dây kết nối vào máy tính anh em nhé. Dây kết nối máy tính. Đấy. Đây là dây cổng nguồn anh em nhé. Cổng nguồn này là 12V. Đấy, 1A. Đây tôi cho anh em xem. Anh em phải đúng cổng nguồn này thì nó mới chạy anh em nhé. Anh em đừng cắm những cái cổng nguồn linh tinh. Không đúng thì nó sẽ không lên. Nếu mà lên thì nó cũng sẽ bị gặp trục trặc lỗi kỹ thuật anh em nhé. Thế nên anh em phải đúng cổng nguồn này. Mất anh em điện cho tôi. Đấy. Đấy, ngoài ra có một dây quang tôi tặng anh em nhé. Đây là dây quang Nhật bãi của thằng Hitachi. Đấy. Nếu mà anh em nâng cấp những dây quang cao cấp hơn, có thể liên hệ tôi sẽ giúp anh em nâng cấp. Đấy, dây quang này anh em bỏ sang một bên. Thì chúng ta con này chúng ta có cổng Bluetooth đây, dây Bluetooth đây. Đấy. Sách hướng dẫn bảo hành các thứ thì chúng ta không cần, bởi vì tôi bảo hành cho anh em hoàn toàn là bảo hành điện tử qua số điện thoại. Đấy, chúng ta vứt sang bên. Đấy. Chúng ta có một con giải mã. Đấy. Đấy, 24 bit ở đây. Đấy, tôi sẽ bỏ cái hộp này xuống để cho nó gọn. Đấy, em thể nhìn thấy là hoàn toàn là nhôm phay xước màu đen như thế này. Đấy. Nó có bản màu bạc và bản màu đen anh em nhé. Em xoáy dâu Bluetooth vào này. Kết nối chúng ta xoáy dâu Bluetooth vào này. Đấy, chúng ta đã xoáy dầu Bluetooth. Và ở đây thì chúng ta sẽ kết nối dây nguồn. Đấy, dây nguồn nó đây. Tôi sẽ kết nối nó vào. Đấy, cắm vào đằng sau. Đấy, cổng nguồn đây. Kết nối. Đấy, việc làm những con DAC như này, có hướng dẫn những con DAC này rất là dễ dàng thôi. Nhưng mà nhiều anh em vẫn chưa am hiểu lắm thì tôi có thể hướng dẫn cho anh em những video như thế này. Đấy. Và chúng ta kết nối dây AV anh em nhé. Dây AV này tôi đã kết nối với âm ly rồi này. Và đầu này tôi sẽ kết nối với giải mã. Đấy, kết nối với giải mã thì chúng ta cắm vào hai cổng. Đấy, anh em thể thấy này, cổng R và cổng L. Đấy, hai cổng AV. Đấy, chúng ta cắm đúng nhá. Đấy. Và đằng sau, ngoài ra đằng sau nó còn có cổng cổng đồng trục này, coaxial này và cổng quang này, optical này, cổng USB này. Bây giờ tôi sẽ cổng đồng trục này thì ít anh em dùng hơn, chủ yếu dùng cổng quang và cổng USB. Tôi sẽ hướng dẫn anh em cổng quang này. Cổng quang thì anh em sẽ kết nối dây quang vào. Khi anh em nhận những dây về nhà, chúng ta phải tháo những cái lúng cao su này ra, lúng cao su trong này ra, nó mới đảm bảo. Đấy, và ở đây tôi đã có cái dây sẵn ở đây rồi. Anh em thể thấy ở đây này, đây là dây quét audio quét, loại này tôi đang bán là 250 phải, 250. Anh em thể thấy tín hiệu này, sáng quắc, dây rất là tốt. Và tôi sẽ cắm. Khi anh em cắm thì anh em để ý là cái hình vát vát. Hình vát vát ở bên trên đỉnh này. Anh em thể thấy giống hình ngôi nhà. Thì cái hình vát vát trên đỉnh này chúng ta sẽ quay xuống dưới. Đấy. Tùy vào loại giải mã anh em nhìn đúng chiều được nhá. Cắm nhẹ cái ra, cắm nhẹ cái ra vào, rất là đơn giản. Đấy. Đặc biệt anh em không cần dùng lực quá mạnh nhá. Đây, cắm rất đơn giản. Và khi cắm ra rút vào chúng ta không bẻ hay là lay gì cả. Chúng ta rút phập phát là ra thôi. Đấy, chúng ta cắm vào rồi. Thì chúng ta bật lên. Ấn giữ anh em nhé. Đặc biệt là phải ấn giữ. Nhiều anh em ấn phát này không lên. Không lên. Nhưng mà chúng ta phải ấn giữ 2 giây. Đấy, nó hiện lên là đang là cổng Bluetooth này. Đang là cổng Bluetooth. Cổng Bluetooth này thì anh em kết nối bằng máy điện thoại rất là đơn giản. Anh em cứ lên cài đặt của điện thoại xong anh em kết nối vào Bluetooth của nó là ok. Đấy. Thì tôi kết nối cổng quang cho anh em này, hiện tại đang dây quang mà, đang kết nối dây quang thì chúng ta ấn vào cổng OPT. Đấy, anh em thấy đèn đỏ cổng OPT là chúng ta đã kết nối thành công. Và chúng ta vặn lên, vặn volume lên.
Đấy, mức chúng ta cần có ký hiệu đây hết anh em ạ. Đấy, vặn vô cực, lúm này lúm vô cực này. Đấy, đây là cổng phone, cổng chuyển đổi ra tai nghe. Anh em nào thích nghe tai nghe có thể cắm cổng này. Đấy, để anh em nghe nhạc. Thì đang cổng quang này, chúng ta muốn kết nối dây USB này. Đấy, cổng đồng trục là COSEA này nhá. Đấy, chúng ta kết nối vào USB, đấy, chuyển về cổng USB đây. Đấy, có đèn đây. Và chúng ta cắm dây kết nối USB vào. Đây là dây của nó này. Chúng ta sẽ cắm vào cái dây USB cạnh Bluetooth. Đấy, cắm vào đúng chiều. Và cổng kia. Đấy, cổng này tôi sẽ cắm vào vi tính của tôi. Đấy, cắm vào vi tính của tôi và đã có nhạc. Đấy, rất là đơn giản anh em nhé. Đã có nhạc. Đấy, cho tôi giảm này. Đấy, rất đơn giản, giảm thì nó giảm dần anh em nhé, lúm vô cực đấy giảm dần, tăng này. Rất đơn giản thôi. Đấy. Thì ngoài ra thì anh em có một cách chơi nữa, đó là vẫn là cái cổng USB này, đấy, vẫn là cổng USB này, nhưng mà chúng ta kết nối bằng dây OTG. Đấy, chúng ta kết nối dây OTG. Đấy, một đầu chúng ta vào cắm vào đường sạc của điện thoại. Đấy, cắm vào đường sạc của điện thoại như thế này. Đấy, cổng sạc. Và một đầu kia chúng ta sẽ kết nối vào giải mã. Đấy, chúng ta có thể lấy nguồn nhạc từ thẳng từ điện thoại xuống luôn. Đấy, vẫn là cổng USB anh em nhá, ở trên này vẫn để ở cổng USB nhá, không chỉnh cổng nào khác. Và chúng ta sẽ vào lấy nguồn nhạc, rất đơn giản thôi. Đấy, đấy, chúng ta vặn volume lên. Đấy, rất đơn giản anh em nhá. Đấy, các cái cổng OTG như thế này thì tôi có cả cổng iPhone, cổng sạc iPhone và cổng Samsung như thế này. Đấy, anh em hoàn toàn thể lựa chọn, rất đơn giản. Đấy, video thì tôi đã hướng dẫn cho anh em đến đây rồi. Đấy, ngoài ra còn cái điều gì thắc mắc hay là chưa cả cần hỏi tôi thêm cái vấn đề gì, anh em có thể liên hệ trực tiếp đến tôi, tôi sẽ tư vấn chi tiết đến cho anh em. Hoặc anh em có thể để loại bình luận điện số điện thoại anh em dưới phần bình luận, tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến cho anh em nhé. Mọi thông tin liên hệ của tôi thì tôi để hết ở phần mô tả ở dưới video, anh em ấn tiện hiển thị thêm là ra. Anh em có thể là ấn số điện thoại 0963411622 hoặc số điện thoại 0828063336. Đấy, và anh em cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi, cũng như là càng ngày càng ra nhiều video mới để giúp anh em hiểu hơn, cũng như là nhiều món đồ chơi mới để anh em sắm về cho dàn âm thanh của mình nha anh em nhé. Xin cảm ơn toàn thể anh em.